Rồi, xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ nói về một cái bài là về TensorFlow Solving Tutorial. Thì trong bài hôm nay thì mình mong muốn là các bạn biết được một cách triển khai cái Machine Learning Model trên production sử dụng là TensorFlow Solving và các cái vấn đề mà mình thường hay gặp phải khi dùng TensorFlow Solving và cách khắc phục nó. Đầu tiên á thì nói về TensorFlow Solving thì nó là một bộ công cụ mở mở dùng để triển khai các cái mô hình machine learning. Trong cái quá trình triển khai lên hệ thống á, thì sử dụng cái TensorFlow Solving sẽ giúp các bạn triển khai cái mô hình nhanh chóng và dễ dàng rất nhiều so với cái phương pháp thông thường. Thì với cái phương pháp thông thường á, thì các bạn sẽ hay gặp các cái vấn đề giả sử như là các bạn code bằng TensorFlow hả, các bạn load nhiều cái graph, nhiều graph tức là nhiều model trên cùng một cái code base, cùng một process hay một cái thread đấy, thì sẽ dẫn tới là nếu các bạn không quản lý cái naming hay là cái layout hay các cái graph mà các bạn set, cái session bạn xử lý á, thì cái việc xử lý gọi model này gọi model kia nó sẽ bị lẫn lẫn lộn, tức là nhiều graph với nhau á. Các bạn code một graph thì không có vấn đề, nhưng mà khi các bạn load nhiều graph thì sẽ rất dễ bị gặp vấn đề. Thì khi nào các bạn code nhiều graph thì khi các bạn load nhiều cái model machine learning lên, ví dụ như là các bạn muốn assemble nhiều model vào thì các bạn phải run 3 4 model cùng lúc vào ra kết quả, rồi sau đó kết hợp mấy kết quả lại với nhau để chạy ra kết quả cuối cùng. Hoặc là sẽ có nhiều cái model được train với nhiều kiểu khác nhau input output đó. Input của output layer này chính là input của model tiếp theo. Chẳng hạn như là đầu tiên là mình phải phân loại ảnh chẳng hạn, sau đó mới đem đi detection, rồi sau đó đem đi phân loại, thì sẽ xảy ra rất nhiều cái sẽ xảy ra rất nhiều cái trường hợp là các bạn sẽ phải cần cần gọi là load triển khai nhiều cái mô hình gọi là graph hay là nhiều model trên cùng một một server. Ngoài cái TensorFlow Serving ra, đôi lúc các bạn cũng có thể sử dụng thêm các cái model khác, ví dụ như là Pytorch hay là ONNX model, các model Keras hay rất nhiều mô hình khác, không chỉ hẳn là TensorFlow. Thì cái việc mà tất cả các model các bạn load vào trong cái code base nó sẽ trở nên phức tạp và gây ra rất nhiều cái vấn đề, và những vấn đề đó liên quan tới vấn đề về kỹ thuật load model. Thì TensorFlow á, Serving á, thì nó được phát triển cũng rất lâu rồi, nó giúp cho cái việc là độc lập và tách biệt các cái phần code base, và nó hỗ trợ hai giao thức là RPC và RESTful API. Thì đại loại nói như kiểu là microservice ấy, nó tách riêng ra cái phần serving của các bạn á, cái model của các bạn á, thì sẽ cần một cái bên client, cái bên client là bên này này, thì sẽ gọi tới bên server thông qua một cái bot, một địa chỉ nữa, truyền cái thông tin hình ảnh hay thông tin âm thanh hay cái dữ liệu vào, được chuyển thành thành series bởi base 64 hay gì đó bởi hình ảnh, hay được chuyển thành các cái array number, được đẩy vào trong cái model server. Thì cái thằng client nó sẽ chỉ nhìn thấy tên TensorFlow Server giống như một cái server. Server đấy sẽ chạy trên trên máy tính của bạn, có thể bạn dùng Docker, có thể bạn chạy trực tiếp lên TensorFlow Server. Thì cái đó sẽ gọi qua. Thì cái việc này nó giúp cho cái mô hình, những cái liên quan tới model machine learning production nó độc lập và nó không phụ thuộc vào cái code base của bạn. Code base của bạn bây giờ là cái code inference hay là cái code có suy luận á, thì nó chỉ có get thông tin từ server trả về và gửi thông tin lên thôi. Đó. Và tất cả những cái lỗi liên quan tới load model hay là graph hay những phức tạp ở trong cái phần TensorFlow Serving xử lý với GPU, xử lý với back end CPU, hay là làm thế nào tối ưu hóa được tất cả mọi thứ đều được xử lý ở trên cái thành TensorFlow Serving này. Rồi. Ngoài ra thì TensorFlow Serving cho phép các bạn là dễ dàng thêm và cập nhật model mới mà không gây ảnh hưởng đến cái hệ thống hay các server khác. Thì nó chỉ cần đơn giản là các bạn có một cái file TensorFlow config, model config cho đó, thì các bạn có thể thêm cái model vào và đẩy thêm data vào lưu trữ nó, thì cái TensorFlow Server nó sẽ cho phép này. Lúc nào nó cũng sẽ load cái model lên khi mà nó nhận cái tín hiệu mới và có model mới vào á, thì tất cả những model cũ của bạn nó vẫn đang hoạt động và nó không bị dừng nhé, nó không hoạt động bạn nó bị dừng, và khi nó nhận cái thế nô tầm mới vào thì nó load vào và nó sẽ start một cái thread mới lên để nó load model mới vào, xử lý model mới vào. Thì các bạn chờ khoảng thời gian thì bạn sẽ load được model mới, trong khi đó thì các model cũ của các bạn sẽ vẫn sử dụng. Nhưng cái việc này sẽ rất phức tạp nếu tất cả những code của bạn dùng hết trên code client, trên
trên file, một file ba chân hay một file C cũng được. Cái này thì dẫn tới là gì, khi các bạn muốn load module các bạn phải stop cái chương trình để kết toàn bộ các thông tin về server và start lại. Thì với việc sử dụng TensorFlow cho phép các bạn là dễ dàng cập nhật lại thêm mới và quản lý những cái module đó. Và đặc biệt ở đây là nó sẽ cho các bạn là zero downtime deployment. Thì các bạn biết rồi, khi một sản phẩm mà khi nghiên cứu thì các bạn có thể tách lên mặc lại được, nhưng mà khi mà nó đã được lên sản phẩm production đó, thì có nghĩa là lúc nào nó cũng phải hoạt động. Thì với cái kiểu thiết kế là TensorFlow Serving kiểu như micro service, nó cho phép các bạn là gần như tối đa là cái thời gian mà cái máy nó stop xuống nó gì mà tối thiểu zero downtime, các bạn hầu như không cảm nhận được cái việc là khi mà có một mô đồ mới update lên. Và trên cái TensorFlow Serving thì nó vừa lưu trữ được cả mô đồ mới lẫn mô đồ cũ, tức là cái code cũ cái code mới đều có thể hoạt động được. Đây là một những tính năng thì ở đây thì thống kê những cái gọi là ưu điểm của cái thằng TensorFlow Serving. Cool. TensorFlow Serving thì nó thuộc trong một cái gói gọi là FTX, gọi là TensorFlow Extension. TensorFlow Extension thì gồm có bốn cái thứ chính. Thì nó một cái hệ sinh thái giúp cho cái làm việc với cái TensorFlow, với các cái machine learning. Nó xây dựng được các cái machine learning pipeline, tức là xây dựng được các cái luồng để xử lý từ dữ liệu đến khi output của kết quả cho người dùng, các ứng dụng về machine learning. Nó cho phép các bạn là zero downtime deployment, có nghĩa là nó auto reload cập nhật mới các version của model, dễ dàng roll back lại các version cũ. Nó cho phép các bạn là đã đảm bảo rằng là mô hình mới nó highly available, tức là TensorFlow đảm bảo rằng là cái version cũ model vẫn tiếp tục được sử dụng trong khi model mới được load vào. Và khi mà load lên thì cả mô hình cũ mô hình mới đều có thể đồng thời sử dụng. Đó. TensorFlow thì nó cho phép các bạn serve nhiều model cùng lúc. Nhiều model lúc, ở đây mình giả sử như mình nói là cái trường hợp các bạn hay gặp phải khi mà các bạn dùng các bạn TensorFlow 1 hay đời trước, các bạn load nhiều graph vào thì các bạn sẽ hay gặp phải vấn đề là nhiều graph nó bị đấu đá lẫn nhau ở các cái tensor, dẫn tới là việc deploy nó sẽ trên một code base phức tạp. Thì với TensorFlow sẽ cho phép các bạn deploy cùng lúc nhiều cái model, rồi cái performance nó sẽ được nhanh hơn và handle được một cái lượng lớn request tốt hơn các cái tác vụ đa luồng hay bất đồng bộ. Khi các bạn lập trình một cái đa luồng bất đồng bộ, mà đặc biệt là lập trình các ứng dụng machine learning á, thì các bạn hay hay phải suy nghĩ lo lắng về cái vấn đề là cái luồng nào xử lý của cái model, và cái luồng đấy phải để singleton để chỉ có load một lần duy nhất và không không load lại hay gì đó, để tránh việc là load đi load lại tốn thời gian rồi khi xử lý á, hiểu. Thì các cái vấn đề đấy nếu các bạn dùng TensorFlow và sử dụng kiến trúc là serving đó, thì hầu như các bạn tất cả mô đồ đã có TensorFlow serving, tất cả các cái phần còn lại các bạn biến nó thành các cái RESTful API để nó call giữa các micro service với nhau. Đó. TensorFlow serving thì nó hỗ trợ các bạn là hai chuẩn giao tiếp là GRPC với lại RESTful API. Nó serverable, nghĩa là nó hỗ trợ định dạng nhiều dữ liệu khác nhau, từ text này, từ hình ảnh này, từ kết hợp nhiều cái vào nhau. Rồi nó đóng gói, nó encapsulation, có nghĩa là tất cả mọi thứ nó gói gọn lại trong một một cái TensorFlow, mà nó không không nó dường như nó độc lập, nó hoạt động độc lập, và nó các cái khác gọi vào nó gọi vào kia và nó tự động xử lý, nó tự động lock list các kiểu tất cả mọi thứ trên cái TensorFlow. Nó cho phép các bạn là xử lý kiểu batching data nữa, không không chỉ xử lý một một data một lúc, mà nó cho các bạn xử lý một khối các cái request cùng lúc, dựa vào đẩy theo một khối và đẩy theo một cả đều được. Và nó cũng được bớt phát triển bởi Google, và nó Google là, hầu như bây giờ các cái gọi là ML operation nó đều sử dụng cái thằng TensorFlow Serving theo dùng cái kiểu của Google. Thì nó được Google hỗ trợ và phát triển trong hệ sinh thái cũng rất là phát triển mạnh. Bây giờ mình nói về cái hệ sinh thái, tất cả những cái ưu điểm đó nó đều có được là nhờ vào mình triển khai nó theo kiểu serving. Thì cái nguyên tắc serving thì nó đơn giản là các bạn sẽ có một cái request, ví dụ này đây gửi một cái hình ảnh, để một cái request vào và nó ghép về thông tin kết quả, ví dụ ở đây dự đoán con chó 99% là, thì nó sẽ có một cái model serving, chính là cái TensorFlow serving hay là ByteDust hay rất nhiều cái serving, nhưng mà nó mình gọi chung nó là model serving. Và có một cái là model file, là những cái file lưu model, ví dụ như H5 rồi ByteDust BTH hay rồi OONX, tất cả những file đó thì mình gọi là chung là model file.
thì cái model server này nó sẽ load cái model file lên, và khi một gram đó, nó sẽ tương tác với cái model server để nả vào input và nó get cả output. Thì thật ra các bạn khi các bạn load một một trên lên thì các bạn thấy là gì, có hàm predict đúng không, các bạn đẩy vào một cái input vào và các bạn get ra một cái output. Thì bây giờ cái thành model serving nó thế, nó get một input vào và nó trả về cho các bạn một cái output. Đó là cái kiến trúc và tổng quan của cái thành machine learning serving. Thì giờ thì rất là triển khai độc lập và dễ dàng mở rộng, tốc độ nhanh chóng, ít ảnh hưởng bởi các cái platform khác nhau. Thì bây giờ có rất nhiều platform để lập trình machine learning. Các bạn có thể trong mỗi những bạn có thể load nhiều model, model có thể đến từ TensorFlow, model có thể đến từ Python, có thể đến từ cà phê hay rất nhiều model khác. Thì khi mà chuyển nó thành server thì các bạn hoàn toàn có thể tạo thành các microservice độc lập với nhau á, các bạn có thể gọi gọi trao đổi với nhau và không không giới hạn là gì, là cái code bạn khi mà đã dùng dùng TensorFlow có nghĩa là không dùng được Python, mà dùng được Python không dùng TensorFlow hay là bị xáo lộn, khó cài đặt các kiểu đó. Rồi những cái model server phổ biến thì TensorFlow thì có TensorFlow Serving này, Python thì có Turk Server này, Nvidia thì nó có Triton Inference Server này, Kubeflow nó có Kube Serving. Đó, đây là bốn cái thành chính mà đang được cộng đồng dùng rất là nhiều, và hầu như các cái ứng dụng bạn đều có thể dùng nó để triển khai các cái server cho các cái model của các bạn. Thì về kiến trúc tổng quan của thành TensorFlow Serving thì các bạn có thể nhìn vào vào cái hình bên dưới thôi. Thì tất cả trước thì mình đã nói được về cái ưu và điểm khi mà sử dụng cái TensorFlow Serving rồi, thì cái ưu điểm đó có được từ kiến trúc model server. Đây các bạn chỉ thấy client sẽ gửi một cái tín hiệu đến đến server handle, và handle server sẽ đẩy nó vào cái queue process để quản lý. Và với cái này thì nó sẽ giúp các bạn TensorFlow sẽ load cái model lên, TensorFlow model từ những cái sub file lên và đưa vào trong trong này để nó xử lý. Thì với cái thằng máy này sẽ giúp bạn xử lý xong model và trả về cái kết quả cho client. Đây là kiến trúc chung của TensorFlow Serving. Các bạn sẽ thấy là cái Dynamic Manager này thì nó sẽ giúp các bạn là các bạn nhìn thấy cái này mũi tên này, thì từ khi có cái file cái loader này thì cứ có file mới hay là có cái mà nó sẽ load lên đây thì nó sẽ đẩy vào trong cái version, cũng như thì nó đẩy vào cái Dynamic Manager. Thì cái với cái các cái server ở đây thì nó cũng độc lập với nhau, thì nó có sẽ cho phép các bạn là mỗi cái thread thì nó sẽ chạy theo các cái luồng khác nhau á, nên các bạn khi mà các bạn upload một cái file mới hay là cái tên mới thì hoàn toàn những cái câu lệnh request ở client nó không bị stop. Đó là cái tính năng của thằng TensorFlow Serving đúng không? Tức là những cái request của bạn vẫn đang được xử lý và cái máy tính nó vẫn có một cái thread khác để load các model khác lên. Khi mà load lên hết, ok các kiểu nó mới đẩy vào cái thằng Dynamic Manager. Cái Dynamic Manager nó nhận được cái luồng thông tin nhau, nó match lại nhau thì nó sẽ đẩy vào nó xử lý cái câu lệnh đó. Ví dụ như này, khi các bạn deploy một model mới và cái client của bạn tự nhiên request đến một cái client mới trong khi cái TensorFlow chưa load được thì nó sẽ trả về, nó không biết, nhưng mà chỉ cần sau khoảng thời gian vài giây sau khi mà cái hệ thống Dynamic Manager nó đã tiếp nhận được thông tin của cái model á, thì khi các bạn request một yêu cầu mới vào á thì cái TensorFlow Serving nó sẽ hiểu cái đẩy tới cái model này và nó sẽ xử lý theo cái luồng nó và trả về kết quả cho các bạn. Đó, đây các bạn thì các bạn thấy kiến trúc này nó tách rời ra, một bên là client đẩy vào, bên là model đẩy lên, thì được quản lý trong cái thành Dynamic Manager đấy. Và tất cả các file model thì các bạn lưu trong trong đĩa của các bạn đó thôi. Hầu như các cái kiến trúc về serving thì nó tự tự giống nhau. Thì ngoài ra thì có một cái kiến trúc là của Nvidia, thì Triton Inference Server, thì hầu hết mình thấy là hiện tại thì dùng cái này đa phần thì nó cái Nvidia nó sẽ hướng tới là xử lý video, tức là nó giúp cho các bạn là dễ dàng để triển khai được các cái model TensorFlow, TensorRT, Python, ONX Runtime hay là các cái framework khác trên trên các cái thiết bị của Nvidia. Nó phát triển với mục đích đó. Thì với cái thằng Triton Inference Server thì
thì nó cho phép bạn dễ dàng triển khai các cái model AI một cách dễ dàng này, nó open source và nó support rất nhiều cái hệ sinh thái. Cái model này thì nó sẽ hoạt động vô cùng hiệu quả khi mà các bạn sử dụng cái dòng chip của Nvidia. Dòng chip Nvidia thì một trong những cái tính năng quan trọng mà chính của nó khiến nó nhanh đó là bởi vì là nó cái cả cái input và cái output nó sẽ được sử dụng cái CUDA C memory để nó xử lý và nó làm việc, nó sẽ nhanh hơn nhiều so với việc là các bạn load vào trong CPU hay rồi sau đó vào trong RAM rồi lưu lại để xử lý, thì tất cả mọi thứ nó sẽ được lưu trong cái CUDA C memory, thì quá trình xử lý sẽ được nhanh hơn rất nhiều. Đó là cái tính năng chính của nó. Thì hầu như các cái bộ mình tốt của nó thì đều là ở cái thằng Triton Default này. Ngoài ra thì có thằng Test Server. Test Server thì được phát triển bởi bài test, thì các bạn cũng thấy là nó cũng cũng tương tự, thì nó cũng các cái inference API được ghép vào, cũng có log server output ra, rồi các cái training model được lưu đây, mỗi thread thì nó sẽ xử lý một cái training model, tất cả model lưu trong một cái model store tương tự như nhau vậy. Rồi ngoài ra thì có cả cái thằng KF Serving, thì nó đây là cái layout theo horizontal nó, thì nó sẽ giúp các bạn là tiền xử lý dữ liệu, dự đoán và hậu xử lý dữ liệu này, cái trong một cái bước đó nên và hỗ trợ được rất nhiều cái platform và các cái nền tảng được thực hiện. Rồi một số vấn đề mà khi các bạn là làm việc với TensorFlow lâu gặp phải là nhiều lúc đó, có khi muốn dùng TensorFlow Serving đó, thì các bạn phải chuyển cái model của bạn từ dạng H5 là sang dạng Shape model, từ dạng H5 sang model, và đôi khi là sẽ gặp một chút cái sự cố và các bạn cần phải tinh chỉnh của layer hay activation hay là add thêm một cái plugin nào đó để hay là chỉnh cho nó phù hợp với cái việc convert. Rồi có một cái vấn đề mà các bạn sẽ gặp phải là gì, các bạn nhận một cái mô hình mắt H5, các bạn convert cũng thành công và các bạn lưu nó thành công không báo lỗi hết, nhưng mà khi khi các bạn chạy ra cái câu lệnh đó, dự đoán đó, thì kết quả nó lại khác. Thì các bạn có thể thử một cách khác để giải quyết là các bạn convert từ một mô hình H5 sang cái frozen model trong tên lâu á, thì sau đó từ cái frozen model ấy, các bạn chuyển sang dạng dạng shape model đó. Rồi trong cái tên follow serving thì nhiều lúc các bạn phải đi ra nhiều model và có thể nó sẽ trùng tên hay cái gì đó, thì dẫn tới là nó load nhầm hay là nó xử lý nhầm các cái request, thì việc đấy vô cùng nguy hiểm. Thì các bạn đặc biệt là phải cần rất là kỹ khi đặt tên hay lưu trữ file để và kiểm tra kỹ trước khi là mình đi coi, vì thật ra các bạn chỉ cần update cái file model trong xây xanh thì tất cả mọi thứ nó sẽ được được cái kia, nó có một cái thread như mình nói đó, nó sẽ load nó lên lại. Thì các bạn đặc biệt chú ý cái này phần này. Tiếp đến thì là mình thực hành thử một số cái, đây thì ở đây mình có chuẩn bị một cái này, thật ra cũng cái đường link để các bạn vào này để chuẩn bị để vào role này, tên sẽ follow service này, nhớ trong này đúng không? Thì với cái này thì các bạn chỉ cần chọn cái phím là run in Google Colab, ở đây là View Source Code hay Download Notebook về, thì nếu bạn chọn run Google Colab thì nó sẽ tạo ra cho các bạn con máy Google Colab. Đó, Colab ở trên này. Rồi thì bây giờ này ở trong Google Colab này thì các bạn sẽ chọn, theo các bạn có thấy runtime này, đây là runtime này, ở đây nó chọn GPU này, lưu trữ này, rồi ở đây là source code hay gì đó, thì các bạn sẽ trong cái câu lệnh đầu tiên thì nó import cái confirm là sử dụng cái bài thành ba thôi, các bạn ship enter cái run thôi. Tổng quan về cái tutorial này thì họ sẽ import một cái thư cái data là minish này, data là function minish, sau đó là nó sẽ train và đánh giá model, sau đó sẽ lưu lại model rồi kiểm tra model bằng shape model rồi serve model với tên follow serving, và sau đó sẽ đưa một vài cái ví dụ và request cái model này thôi. Thì các bạn thấy nó sẽ có mấy bước chính này là tạo model đúng này, tạo model bằng cách tải data về train và đánh giá model, rồi sau đó lưu trữ model và chuyển cái model đó lên shape model, đặc biệt là phải chuyển cái model đấy và chuyển lên shape model nhé. Sau đó các bạn sẽ serve serve nó run cái tên follow để serve nó, và đây là cái câu lệnh. Rồi thì đầu tiên là tên follow vào này, import các thư kiện vào để xử lý này đúng không, import các thư kiện vào để xử lý, thì để cho đây thì khi import các thư kiện vào thì có cái có
có cái không, cái này là một cái bước để tạo model. Thì các bạn sẽ thấy là import một cái data là function minix, data này thì gồm có 70.000 cái bức hình grayscale image và gồm chia làm 10 loại image sau individual. Mỗi cái image thì có kích thước là 28 x 28. Đây, tập này thì quá là phổ biến rồi, các bạn gặp rồi. Function image ấy. Ở đây thì mình sẽ load thông qua thư viện Keras dataset trong function đó, thì nó chứa data, thì khi load về thì nó sẽ load data, nó sẽ trả về hai tập train và tập test đó. Tập train thì các bạn nên nâng một line nó về chỉ giá 255 mình để về các cái dạng không mở không không một rồi. Sau đó các bạn tách ra làm train với test, chia ra các cái class 10 class đó, rồi in ra cái số lượng train với test của model. Đây, mình chia ra là 60.000 để trên và 10.000 để test. Họ chia ra rồi. Rồi bây giờ mình tạo một cái model đơn giản. Thì tạo một cái Keras sequence gồm có đầu tiên là layer 2D, là flatten, rồi chỉ là 10 cái đen city. Rồi model summary hiển thị ra danh sách model. Rồi chọn cái trình optimizer hàm loss. Sử dụng hàm loss sử dụng là space category cross entropy. Đó, metric để đánh giá, và sau đó mình train model bằng cái câu lệnh là fix, câu lệnh này train model đẩy vào cái train image và train label, và số lượng epoch đó mình để 5 rồi test bằng fail. Rồi mình tính ra độ chính xác của tập test, sau đó mình train model. Thì bước này sẽ tắt thao một tí, là hiển thị ra cái summary là ra model, là train model. Ở đây mình train có 5 epoch à, nên là nó sẽ nhanh. Nếu các bạn nào muốn thay đổi train nhiều thì các bạn có thể chỉnh cái thằng epoch ra nhiều lần, train nhiều hơn và độ chính xác. Thì thường thường có thì cái mô hình này là mình làm cái mô hình đơn giản mẫu thôi để làm cái bài toán mà phân loại, nên thì các bạn thường hay load một cái dạng như là file tool, nó load cái pre-train model vào, sau đó run ra kết quả thì cái độ chính xác nó sẽ cao hơn. Ở đây là mình train mục đích chính là làm cái bài thực hành này, là họ họ muốn đưa ra các cái ví dụ để triển khai cái TensorFlow Serving thôi đó. Thì sau khi ví dụ như cái model này các bạn có training 5 hay 10 lần đi nữa thì nó cũng sẽ lưu với một dạng model, đúng không, là độ chính xác là 86% này. Rồi thì sau khi train xong thì các bạn sẽ dùng một cái là shape model. Thì với cái thư viện Keras mà dùng cái thư viện shape model thì nó sẽ tự động nó lưu cho các bạn là shape model luôn đó. Đây các bạn lấy cái tên sẽ vào shape model này, cái model là các bạn vừa fix là model trên này đúng không, tên nó model này. Thì ở trong này thì các bạn đặt một cái là tạo một cái model để lưu directory version 1 này, để một cái version 1 và export path ra, thì là export cái path ra là join cái model này, nó sẽ tạo ra một cái model directory một cái version là 1 vào trong này. Rồi export path mình sẽ đẩy export path model export path này override này đúng với không này, include optimize này, save format này, signature option. Đó, thì khi này mình bấm cái này lưu đúng không. Rồi các bạn đặc biệt chú ý này nha, cái export path của mình là sượt tmb.1 đúng không, và cái lưu mô hình của mình thì nó sẽ có asset này, keras metadata bt này, set model.bb này, variable này, đó đây là dung lượng của nó. Thì các bạn muốn xem nó thì các bạn vào thư mục file này đúng không, các bạn vào đây ra, ở đây là sượt tmb đúng không, đây này tmb này đấy, thì các bạn sẽ thấy một ổ thư mục m1 này. Thì khi các bạn hoàn toàn thể lưu nó ở ở một cái chỗ khác đó, thì bạn thấy là như model đây, để mình bơi đây đấy, thì các model này, asset này, variable này, đấy, metadata này, các kiểu đấy. Thì tắt mỗi cái file mỗi thứ mục này là lưu một model, lưu một model là cái export path, mỗi export path là lưu một model. Tên mình bơi sượt một á là một model. Thì bây giờ sau đó thì các bạn sẽ dùng cái câu lệnh là save model series sau, mình chọn cái đơ là directory có bác là tên bên sụp một á, mình in ra kết quả để mình kiểm tra xem là cái lưu mô hình của mình có ổn hay không, bằng cách là mình sẽ lúc vào cái thằng meta graph của nó, định nghĩa cái model signature của nó, định nghĩa cái phương pháp gọi đó. Đây là cái cách các bạn kiểm tra xem cái model có ổn không. Thì như cái slide trước mình có nói á, là nhiều cái model các bạn in lên ok đúng hết tất cả mọi thứ, các bạn kiểm tra nó bằng cách nào. Thì thường á, khi một cái model á, một machine learning á, các bạn quan tâm vào những cái thứ chính như sau, là cái input của nó và cái output của nó. Input của nó thì ở đây các bạn nhìn thấy input của nó, các bạn thấy không? Ok, input nó này, shape nó này,
1.28 nhé, 28 có nghĩa là các bạn đẩy vào tất cả, trừ một là bao nhiêu cái frame ảnh cũng được, và cái kích thước là 28x28. Thì cái ma trận đầu vào của nó là bất cứ cái gì cũng được, nhưng mà nó phải có kích thước là 28x28 và nhân 1. Và cái thành cái bút đầu vào đẩy vào này. Rồi. Và cái output của nó là ra theo cái số lượng frame đẩy vào, và là output là 10. Đấy, và cái chính. Đây, để xem nó sẽ bắt đây. Một đẩy vào và nó chứ nó vào tên nó như này. Đấy. Còn đây đây là liên quan tới cái này là nó là những cái model. Model. Rồi sau đó thì bây giờ mình sẽ search về model với TensorFlow Serving, thì có nghĩa là các bạn sẽ phải run một cái TensorFlow Server để load cái file mà các bạn vừa lưu về này lên. Cái câu lệnh lúc nãy nó chỉ kiểm tra thôi nha, nó chỉ sau là thông tin, anh không làm gì hết cả. Cái tiếp theo phần này mới bạn mới mới start một cái TensorFlow Serving này nó load. Đây nó sẽ tầm ra này. Đầu tiên thì các bạn sẽ tải và cài đặt cái thằng TensorFlow Serving vào. Đó, TensorFlow Serving vào. Install TensorFlow Server nha. TensorFlow rồi mình định nghĩa cái model directory này. Chính là nó đặt ở trong cái thằng TMB hả, nó có nhiều model mà. Rồi model name này, bằng function model này đó, model path thì bằng cái directory model này, và server log này, đây là red full red API này, và đây mình chọn no hope cái này để luôn chạy, khi mình có out ra thì nó vẫn chạy được. Đây các bạn sẽ thấy cái model server chính là cái gì, thì mình sẽ xin cái này để các bạn xem nhé. Đây, cái sự cái TMB, cái này là cái câu lệnh là các bạn run server này, chỉ cần nấu cái server run này. Nhưng mà thường là mình sẽ khuyên các bạn là nên sử dụng cái Docker để run cái model này. Thì cái Docker run model của bạn thì config của run nó. Theo run model, theo server này. Đây các bạn sẽ thấy sau khi run xong thì các bạn sẽ thấy cái log của nó. Đây, model lên load đây này. File này. Đấy. Not found. Có khả năng sau khi cài thì các bạn phải khởi động lại rồi. Restart runtime này. Restart runtime này. Này chắc nó liên quan tới các cái thư viện về GCC đó kia. Rồi sau đó với dưới này thì họ cho các bạn load vào một cái image và chuyển cái image đó thành cái message và gọi lên. Đây là cái cách này, khi mà người ta đẩy vào một cái message vào thì đẩy vào một cái JSON tag này, JSON tag này sẽ đẩy vào một cái data, data nó sẽ được đẩy cái image thông qua data, tức data sẽ được truyền, image sẽ được truyền thông qua cái miếng data này, và đẩy cái miếng data này lên cái request, và cái đây là cái câu lệnh mà gọi tới cái function predict này, thì khi mà trả về thì nó sẽ trả về cái prediction các bạn. À, thì những cái này thì các bạn có server thì các bạn chỉ cần load một cái client, đó chính là cái file client để gọi lên cái file server mà các bạn khởi tạo. Ở cái này thì khi các bạn request một cái server thì các bạn tạo một cái server trên máy của mình thì nó sẽ được tạo ra đó này. Ngoài ra thì các bạn có thể tham khảo thêm là
deploy bằng Docker TensorFlow Serving. Thì thường thì mình sẽ hay dùng cách này để triển khai một cái thằng TensorFlow Serving. Thì đây các bạn tải cái server và sử dụng câu start Docker để run lên. Bun một cái container là TensorFlow Serving về này. Và trong này nó có code với các cái model mẫu thôi, có cái test data đây, trong đây. Thì ở đây các bạn run cái model name này. Đó, model name trong test data sample. Rồi các bạn tạo một cái request để gửi tới request và nó trả được kết quả. Thì cái này là cái ví dụ các bạn dùng cái TensorFlow Serving là dùng cái TensorFlow Serving để deploy một cái model. Thì trước tiên các bạn phải cài được cái Docker để có được cái Docker rồi các kiểu cài vào. Model name, model path. Là các ví dụ đây model config này đây là một trong những tài liệu các bạn nên tham khảo thêm à, thì mình xin kết thúc bài ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dành thời gian theo dõi.